xin chào các bạn, mình là anh Ba Khía đây. Hôm nay mình có mặt ở Dĩ An Bình Dương. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá một cái dựa xe mô tô lớn nhất cái Dĩ An này nha các bạn. Đây là cái dựa xe là Dương Mô Tô. Dương Mô Tô chuyên bán các loại xe mô tô cũ, nhiều phân khúc khác nhau các bạn, có thể vô tư mà lựa chọn luôn. Đây là con xe của anh Dương Mô Tô nha. Ok các bạn, thì hôm nay mình chủ yếu mình lên đây đó là để gặp ông chủ shop này nè. Mình dạy bắt đầu nhưng mà giờ xe hư. Chào anh. Khỏe không em? Rất khỏe anh ơi. Nay xe anh hư rồi, không có tập được. Dạ xe hư mà hôm nay lên đây mà biết được anh có cái kho xe nhiều giống như thế này luôn á. Thì tiện nếu mà hôm nay không tập được thì anh em mình quay một vài xe review cho anh em coi chơi, hiểu không? Biết đâu sau này em lại thành YouTuber review xe là sao? Đó. Thì bắt đầu chỉ là review xe hả? Ừ. Thế không được chơi mà. Xe thì anh em thì biết lâu rồi. Nói chung là qua nó cũng biết mình bán xe nhưng mà không nay không tới. Không có ngờ là anh Dương lại bán cái coi xe nó nhiều như thế này các bạn. Hôm nay mới tới nhà mình lần đầu tiên. Ok. Thì xe thì nói chung là từ những cái dòng xe phổ thông từ 150cc cho tới 1000cc thì gần như là anh có đủ hết. Đó. Nên là ví dụ như em thể em thích thì em giới thiệu cho anh em, hoặc để tí nữa anh chỉ luôn cho những cái dòng xe mà các bạn trẻ đang thích là những dòng xe phổ thông nha. Đó. Rồi, báo giá thì review sơ sơ qua cho anh em coi nó vui thôi nha. Còn ví dụ như anh em nào mà có nhu cầu á thì alo cho mình. Hoặc alo cho qua được cho dắt lên ăn thịt cò. Đây số điện thoại ở đây. 0975 787879. Đó, ok. Bây giờ thích quay thì quay mấy dòng xe 150 trước nha em. Hay là thích quay phân khối lớn trước. Ok, dòng phổ thông đây anh ơi. Dòng phổ thông đúng không? Phổ thông 150 thì dễ lắm. 150 thì Honda thì có CBR 150 nè. Còn Suzuki thì có GSX 150, bản R, bản F. Đó, dòng nào cũng vậy, nó cũng sẽ có bản X3 và bản Sport. Rồi Yamaha thì có G15, còn là FZ 150. GBX thì có GBX Demon 150 nè, G15V2 nè, CBR 150, rồi CB 150. FX thì để anh giới thiệu mỗi loại á, anh giới thiệu một xe thôi cho anh em dễ gọi là dễ coi á, chứ okay. Nếu mà quay hết cả nhà thì chắc mất hơi nhiều thời gian luôn á. Xe nhiều quá mà. Đúng rồi. Ok, cái dòng Suzuki trước đi, con này mới về này. Suzuki RSX R 150. Màu trắng này mà mới luôn đúng không ạ? Đúng rồi, xe này tháng 12 em 9 mới đi có 1000 cây à. Bản ABS luôn nha. Xe nhập Indo, bản ABS. Cực mới luôn. Xe nhiều như trên hồng luôn. Đúng rồi, nó không khác gì cái đồng đâu. Quá kẹt. Đấy, đấy thì em có rất nhiều. Nói chung là cái mức giá mà bản R này tầm khoảng 40 mấy triệu là anh em có xe rồi. Nhưng con này thì hiện tại đang bán là 61.500.000. Xe 2019, xe mới đi có 1000 cây thôi, bản ABS nhập Indo nha. Xe bên anh bán ra đều những cái xe chính hãng đều báo rút hồ sơ và bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em. Đó. Rồi có hỗ trợ trả góp cho anh em luôn. Thủ tục thì đơn giản lắm, chứng minh hộ khẩu, chứng minh bằng lái. Trên 20 tuổi mà không có nợ xấu hoặc đang vay ngân hàng khác là được rồi. Có đồ 1.253 km, xe ABS nha. Còn bản thường thì rẻ lắm, bản thường thì như 28 đây anh bán chừng khoảng 40 mấy triệu. À đây có đèn gì anh? Cái đèn của smart key á. À anh nào gắn cái này là anh cương bồ lắm rồi. Cái bồ sao vĩnh đúng không? Ừ, để khỏi bị lục lưng á. Ok, sang Yamaha nha. Thì sẽ có FZ 150 và G15V3. G15V3 thì nó cũng giống như F-Center phổ thông á. Nói chung là mấy bạn trẻ thích lắm. Thích cái gì? Đuôi xe này, vỏ nhám này, 2018. Một đời chủ luôn. Màu zin đúng không anh? Hai kính mà đổ màu zin luôn em. Trong G15V3 thì nó hơi cao chút, cái GSX không phải. Nên là cái cỡ bên sau nha anh thì nó hơi vất vả một chút. Nên là anh ghét thằng nào cao hơn anh lắm.
giờ thì nó khá là dễ chịu em. Tầm khoảng hơn 50 triệu là có xe rồi. Ví dụ như con này đi, 55 triệu, xe 28, đây có mười mấy ngàn thôi. Dạ, yeah, con này nó rẻ hơn con Suzuki đó hả? Đúng rồi em, có nghĩa là không phải nó rẻ hơn, giờ 15.3 á. Tại vì xe phổ thông, ưa chuộng nhiều á, thì nó sẽ mắc hơn. Anh ví dụ nha, tại vì nó còn theo đời nữa, con này 28 nha, thì là 55 triệu. Nhưng nếu mà cũng 28 mà vào SX á, thì nó chỉ có 49 triệu thôi. Đó, nhưng mà tại vì do con kia là 29 và nó là bản ABS, nó còn tùy theo đời xe nữa. Nên anh em mua xe thì vui lòng, cái giá thì chỉ có tham khảo thôi, quan trọng là phải coi cái xe chất lượng như thế nào nữa đó. Còn CBR mẫu mới thì mới hết rồi, chỉ còn có CBR 150 mẫu cái đời 2011 nhập Thái á đó. Mấy xe đó thì bây giờ giá thị trường thì tầm khoảng 40, hơn 40 xíu là có xe ok rồi, bao máy móc nhìn cho anh em hết luôn. Nói chung là xe trên 30 triệu ở đây thì anh đều báo rút hồ sơ hết rồi. Thế là còn đời mới thì có CB150 Neo Sport này. Cái dòng này này, vua dòng Next Buy phân khúc 150 luôn. Tại vì xe mới nó mắc cái quỷ á, mấy trăm nhà mấy triệu rồi. Chữ vậy? Đúng rồi em. Nếu mà trong phân khúc 150 là nó mắc hơn Z3 luôn á. Xe 29 rồi, 150 mà nó mắc bằng với Z300 của Kawasaki luôn. Đúng, mà xe cũ nha, đang nói xe cũ á, nó tương đương với giá con Z3 đời 2015-2016, nó gần gần tương đương. Tại vì nếu mà nó là, người ta gọi nó là vua cái dòng phân khúc 150 đó. À, thế như là nó có cái nghe dùng là nó xịn sò đúng không? Kiểu vậy. Kiểu gì đó. Kiểu như là nó quý stock. Mấy cái xe Honda bây giờ đến nhập Indo, có đặc biệt có con này đến nhập Thái, nó hơi mắc một chút. Cái đó là giá của thị trường quyết định nha, chứ không phải giá đưa anh tự đưa ra nha. Xe cũ thì anh chỉ bán có 70-80 triệu là có xe rồi đó. Này 79,5 hả? Đúng rồi, 29 hết luôn. Còn chưa khủng khiếp bằng mấy con kia đâu. Xe mini mới 107 triệu luôn. Đó, con này là vua dòng xe mini biker luôn. Z125 Pro. Máy này đậu đây là chân kiển hay sao anh? Xe này bán nhưng mà do anh thích cái dòng xe này nên là có bao nhiêu xe anh mua về hết trên trình trẻ. Tại vì thật sự là cái dòng xe này trên thị trường nó cũng không có nhiều đâu em, nhiều. Nó ít lắm. Và cũng không phải là ai cũng dám bỏ ra cái số tiền lớn để sở hữu cái xe mà nhỏ xíu không. Xe này giống như là đi nói chung là nó đi để lấy le, lấy thương hiệu, nó giống như kiểu SH á. Ví dụ như nếu em đi con xe này thì người ta sẽ gây cái hiệu ứng sự chú ý không? Chú ý SH thì nó có bình thường không? Không giống như mấy xe này cũng vậy đó. Thường thì do mấy xe Indo thì nó như nhau thôi, nhưng mà do cái giá thị trường, giá nhập khẩu với nó cao, nên xe cũ giá nó cũng cao luôn. Xe FX thì nói bốn mấy triệu là có xe rồi, 45 triệu 500 ngàn, xe 27. Đó là mấy cái dòng phân khúc nhỏ. Con này nhiêu tiền anh? Con này là BMW 310G, con này thì khoảng 115 triệu. Xe 220. Con này thì nó giống hào hào, giống mấy con KTM á, từ cục máy cho đến kiểu dáng luôn. Nói chung là nó được cái thương hiệu mà đi dáng của mẹ luôn. Con này là con gì anh? Là không? Là con này là Kawasaki Bajaj Fusan 200 LS 200 khối. Con này á là hãng Kawasaki, nó hợp tác với Bajaj, hãng Bajaj của Ấn Độ. Thì nó cho ra cái con đứa con lai này, cái con xe này là Kawasaki là con này sao em thấy ít là chảy ra. Hả? Ít ra em thấy ít mà ít. Đúng rồi em. Mới gặp luôn á. Em mới gặp lần đầu ạ. Rồi anh và em chỉ thêm em con nữa chắc em chưa gặp luôn. Nó cũng là nó luôn, nhưng mà là dòng Sport nha. Con này hả? Ừ. ABS luôn. Đó. Là nó của Busan cái thương hiệu này em có biết nè, nhưng mà em thấy ít người chạy lắm. Đúng rồi. Ấn Độ. Xe Ấn Độ thì em biết rồi, cái độ châu bò nó cao lắm, thì dân Ấn Độ nó phá mà. Mà có năm mấy triệu à, là có xe ABS luôn rồi. Còn cái bản Next Buy bản thường thì nó không có ABS. Này là gì ạ? Nó có xăng của nó. À thêm cái nữa nha, bản Next Buy nó xài xăng cơ, bản Sport nó xài FI. Anh trời. Em thấy mấy Ấn Độ nó chơi stun con này dữ lắm nè. Đúng rồi. Con này con Busan đây nè. Nó tới 3 bugi lần nên là thành ra nó đánh lửa rồi. Em có để 2 tháng trời, có để nhẹ cái nào nổ. Nó có chết 2 cái với còn cái rồi. Đây cũng xe hãng Ấn Độ luôn, có FZ 250.
Em đi 250 thì em thấy không, thằng Ấn Độ lúc nào nó cũng làm cái xe nó rất chỉ là cồng cành. Nhưng mà thật sự luôn thì xe nó tản sát không ạ, khó hư lắm. Mấy con này mấy con này em nghĩ chắc nó đâu có bán cái hãng anh, là chỉ mua nhập máy hả? Nhập tư nhân. Tư nhân thôi chứ đâu có cái hãng có không? Hãng có luôn, nhưng mà hãng nó mắc hơn. Ví dụ như em nhập tư nhân 80 thì hãng thì nó phải bán 90-95 triệu, giống như giờ 15 á. Yamaha thì anh có nhiều, từ nhỏ tới lớn luôn. Cái này thì em mới gặp, nói chung là cũng mới gặp mấy cái này nè. Thì tầm 50-60 triệu là có xe rồi. Nó còn nếu cao cấp hẳn lên thì có G3 với MT03 này. Xe tháng 12-2019 mới chạy có 300 km, như xe thùng luôn. 107 cũ. Nói chung là rẻ hơn được so với xe mới khoảng chừng 30 triệu. Xe mới bây giờ 830 mấy triệu. Rồi Z3. Nói chung mà để quay hết được là mất thời gian. Mất thời gian luôn. Ngồi quay sơ sơ qua cho anh em xem tham khảo nha. Đó, GVX Demon này, dòng xe giá rẻ của Thái Lan. Xe Thái Lan nhưng mà nó là dòng xe giá rẻ nên chất lượng nó chỉ có bình thường thôi. Nhưng mà được cái nó đẹp. Nó nhái Ducati Panigale nữa. Đẹp lắm. Anh thì nói là xe lướt thì lấy được nhiều. Xe 220 đi có 800 cây à, được không? Fake nè. Xe này còn càng quá à. Xe mà Ducati Fake này. Giá 6 bây giờ 1 mini này. Giá 15 phiên bản V2 4X triệu là có xe rồi. Con xe này mà thằng Dương Mập mà tem mình mà nó mua là hơi ok luôn. Nhưng mà con này mà mang đi stone thì hơi nó mới quá. Mới quá, ổn nè. Ổn lắm. Nhưng mà tính dài đâu ổn đâu, nó mắc hơn xe 26 mấy triệu. Thật sự con xe nó mới luôn. Xe này của chủ shop nha các bạn. Không có tiền đi xe này mới nên là chỉ đi xe đời 2009 được thôi. Đang cố gắng cho nó full pè pè tất cả. Giá 10 đời 2019 hả? Đời 2009 nè. 2009 hả? Nói chung là xe này em chạy ngoài đường thì ít, mà chạy Facebook thì chạy nhà nhiều, chạy nhà nghiền quá thì cứ đi bay thôi. À, nhìn đây nè. Cái này đích xà bự quá ha. Này vợ bắt ngắn đi solo, sợ chở gái em. Thì bắt tháo lốp các chân ra ngoài nữa. Em ơi, nghe thoại cho anh đấy. Dạ, ok anh em. Thì mình đã quay sơ qua các tiệm của các anh Dương này cho anh em xem. Thì có rất là nhiều xe, nhiều phân khúc khác nhau, nhiều giá cả, nhiều loại cho anh em lựa chọn, rất là phong phú. Thì anh em nào mà có nhu cầu á thì cứ liên hệ qua cái số điện thoại của anh Dương. Nói chung là mình sẽ để qua phần mô tả của mình đó. Anh em nào có nhu cầu liên hệ á thì liên hệ lên anh Dương ha, chủ shop này. Ok, mà anh em nào xem clip á thấy hay á thì ủng hộ cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh đó, để ủng hộ mình, động lực mình để làm ra những cái video tiếp theo. Thì sắp tới thì anh Dương nè có về xe mới hay đó thì mình sẽ lên mình quay cho anh em xem. Ok, chào anh em, bye bye.